quân sự võ thuật, rèn luyện thể chất cho học viên các trường công an nhân dân và đảm bảo quân số dự bị chiến lược, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Qua 5 tháng huấn luyện đã hoàn thành theo đúng chương trình đề ra. Xin kính mời các đồng chí lãnh đạo đại biểu cùng toàn thể các đồng chí theo dõi phần báo cáo kết quả huấn luyện. Kính thưa các đồng chí, dẫn đầu các tổ duyệt đội ngũ là tổ công an kỳ với lá cờ truyền thống vẻ vang công an nhân dân Việt Nam, trung thành với đảng, tận tụy với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Lá cờ đại thắng báo cáo của biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ là biểu trưng cho những chiến công oanh liệt của lực lượng công an nhân dân, như nhắc nhở học viên phát huy truyền thống, tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí dũng cảm, kiên quyết đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đại diện qua lễ này là mỗi cán bộ chiến sĩ đại diện cho cán bộ quản lý huấn luyện học viên chính quy các trường công an nhân dân. Đây là những sĩ quan nội vụ được đào tạo chính quy tại các trường công an nhân dân và quân đội nhân dân, trải qua thực tế huấn luyện chiến đấu. Trong thời gian qua, các sĩ quan đã có kết quả đến huấn luyện và giảng dạy luôn thực hiện nghiêm túc kế hoạch quy chế của huấn luyện, không ngại khó ngại khổ và thành tốt chỉ tiêu huấn luyện. Nam tiến qua đế tài là khối học viên nữ đại diện cho 100 học viên nữ tiểu đoàn quản lý huấn luyện 1, tiểu đoàn quản lý huấn luyện 2. Đây là những đoàn viên thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, đầy nhiệt huyết, vừa rời ghế nhà trường, trải qua 5 tháng huấn luyện trong điều kiện ăn ở sinh hoạt học tập còn nhiều hạn chế, song với tinh thần ý chí quyết tâm cao, vượt nắng thắng mưa, say sưa học tập. Thời gian qua, các đồng chí học viên nữ đã nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu học tập, rèn luyện đề ra. Nhiều học viên đạt thành tích cao trong học tập, đứng thất tốt khen thưởng. Đang có tiếng qua lễ này là khối nữ đại diện cho 115 học viên nữ tiểu đoàn quản lý huấn luyện và tiểu đoàn quản lý huấn luyện. Ngay từ những ngày đầu bước vào huấn luyện, dù gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt học tập và rèn luyện, song với tinh thần vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập, các đồng chí đã cùng vất vả gian khó nỗ lực cho học tập, luôn tin tưởng trong những phong trào văn hóa văn nghệ của đoàn thanh niên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều học viên đã có thành tích cao trong học tập được biểu dương trong lễ tổng kết hôm nay. Là khối học viên đại đội 11 tiểu đoàn 3. Suốt 5 tháng huấn luyện mang trong mình tinh thần gian nan công sở, nắng mưa chẳng quản, các học viên đại đội 11 đã hoàn thành xuất sắc các môn điều lệnh quân sự võ thuật, chấp hành tốt điều lệnh công an nhân dân. Nhiều đồng chí được Bộ Tư lệnh tặng giấy khen. Có thể nói Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thực sự là môi trường để đào tạo ra những cán bộ chiến sĩ vừa có bản lĩnh, ý chí sắt đá, luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của lực lượng công an nhân dân. Tập thể đại đội 2 đã phát huy tinh thần xung kích, lòng nhiệt
của tuổi trẻ luôn miệt mài hăng say học tập huấn luyện, không quản ngại khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc các nội dung điều lệnh quân sự võ thuật. Kết thúc khóa huấn luyện, mỗi học viên đại đội 2 đã tu luyện cho mình chất lượng của người chiến sĩ công an nhân dân, góp phần phát huy truyền thống xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại. Luôn xác định phải hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Học viên huấn luyện tuân thủ quân điều lệnh quân sự pháp luật, ghi chiến thuật công an nhân dẫn. Bên cạnh đó, đại đội 4 luôn dẫn đầu trong công tác học tập và rèn luyện, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dẫn, được chỉ huy các cấp đánh giá cao. Kết thúc khóa huấn luyện, có một đồng chí được bộ công an tặng giấy khen, nhiều cá nhân được bộ công an và đoàn viên của tư lệnh tặng giấy khen. Đăng tiến quân lễ đảng lần thứ đầu tiên đại đội với tinh thần nêu cao khẩu hiệu tuổi trẻ công an nhân dân phong trào nhiệt huyết kiên quyết dựng cả vì đảng vì dân, 101 đảng viên đại đội 6 luôn ra sức thi đua học tập rèn luyện trang bị cho mình những kiến thức về điều lệnh quân sự võ thuật chiến thuật. Bên cạnh đó, các đảng viên đại đội 6 luôn tích cực đi đầu trong các phong trào do đơn vị cũng như đoàn thanh niên có thể cảnh sát cơ động phát động đạt nhiều thành tích cao. Được kiểm chế một trong học viên đến từ các học viện trường công an nhân dân. Trải qua 5 tháng huấn luyện, các học viên đại đội 3 đã tốt được rèn luyện, không quản ngại khó khăn, hoàn thành tốt nội dung trong chương trình huấn luyện đầu khóa về điều lệnh quân sự võ thuật. Nhiều đồng chí đã đạt được những thành tích xuất sắc ở các môn khác nhau. Thông qua chương trình học tập, các học viên cũng đã rèn luyện cho mình tư thế tác phong trong sinh hoạt chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân. Đăng tiến quân lễ đài là khối học viên thuộc đại đội 8 tiểu đoàn 2 trong quá trình học tập tại trung tâm huấn luyện và khu giữ nghiệp vụ 1 bộ tư lệnh cảnh sát cơ động, các học viên đại đội 8 đã không quản ngại khó khăn, vượt nặng thắng lơ và thành công các nội dung trong chương trình huấn luyện. Nhiều đồng chí đã đạt được những thành tích xuất sắc ở các môn học. Bên cạnh nhiệm vụ học tập, các đồng chí học viên còn tích cực tham gia các phong trào đoàn thanh niên hoạt động. Nhiều đồng chí được đoàn thanh niên bộ tư lệnh tặng giấy khen. Tiến qua hiện đại là mỗi học viên cùng biên chế đại hội 19 tiểu đoàn 4 với tinh thần các học hỏi nỗ lực cố gắng phấn đấu không ngừng trong 5 tháng huấn luyện tại bộ tư lệnh cảnh sát cơ động, những chiến sĩ trẻ đã đạt được nhiều thành tích cao trong học tập rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt đại hội 19 và các đơn vị luôn làm rất tốt nhân chi đoàn ngoại, đạt nhiều giải pháp để tăng cường văn hóa cá nhân để chủ động phát huy truyền thống của đơn vị. Tôi tin rằng đại hội 19 là một ngày chung gắn kết 111 trái tim và cùng một nhịp, là cái tôi tin vững ước với lực lượng chính chiến công an vì nước quên thân vì dân phục vụ. Đăng tiến qua đại đài là khối học viên thuộc biên chế đại đội 17 tiểu đoàn 4. Trong quá trình huấn luyện, các học viên thuộc đại đội 17 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua những ngày nắng ngày mưa để hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập huấn luyện đầu khóa về điều lệnh quân sự võ thuật. Học viên đại đội được mặt trên đánh giá cao trong công tác học tập rèn luyện và có nhiều đồng chí đã đạt được những thành tích xuất sắc ở nhiều môn học khác nhau. Một đại đội nhiệt huyết và chân thành với đội ngũ cán bộ trẻ trung năng động sáng tạo, đại đội 20 luôn đi đầu trong mọi hoạt động học tập cũng như các phong trào đoàn. Trong 5 năm huấn luyện dưới mái nhà trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, đại đội 20 đã để lại những dấu ấn riêng biệt, giải quyết thuyết trình bảo tường, giải pháp học truyền. Kết thúc khóa huấn luyện, đại đội 20 có 100% học viên đạt được cao ở trong đó, 100% đạt khá giỏi. Đang tiến qua lễ đài là khối học viên thuộc biên chế đại đội 15 tiểu đoàn 3. Trải qua 5 tháng huấn luyện, đại đội 15 đã hoàn thành xuất sắc các nội dung về điều lệnh quân sự võ thuật công an nhân dân. Xuyên suốt chương trình học tập là ý chí phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ của các học viên. Các đồng chí đã rèn luyện cho mình tư thế lễ tiết tác phong của một chiến sĩ công an nhân dân. Kết thúc khóa huấn luyện với 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% đạt khá giỏi. Đây là một trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần tự giác trong học tập và tích cực tham gia công tác đoàn và phong trào thanh niên, luôn chấp hành nghiêm các nội quy quy định và điều lệnh của ngành công an. Nhờ vào những nỗ lực ấy, các đồng chí trong đại đội đã đạt được nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, trong đó 80% đạt khá giỏi. Nhiều đồng chí được bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tặng giấy khen.
kiến Quan Lê Đại là phối hợp viên thuộc biên chế đại đội 16 tiểu đoàn 4. Trải qua 5 tháng huấn luyện, thầy và trò đại đội 16 đã cố gắng nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, đến nay các học viên trưởng thành hơn và rèn luyện được ý chí, bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân. Trong thời gian huấn luyện vừa qua, các học viên đại đội 16 luôn đạt được thành tích xuất sắc trong học tập. Đặc biệt, đã có học viên đạt điểm tuyệt đối trong môn bắn súng. Kết quả học tập 100% đạt yêu cầu, trong đó 85% đạt cả giỏi. Đặng Đức Tiến qua lễ đài là phối học viên cùng biên chế đại đội 14 tiểu đoàn 3. Đại đội 14 gồm 110 học viên đến từ các trường học viện đại học công an nhân dân. Trong quá trình học tập và huấn luyện tại bộ tư lệnh cảnh sát cơ động, các đồng chí chúng tôi gặp phải khó khăn, vượt nắng thắng mưa, sẽ sửa luyện tập với tinh thần yêu các cầu thủ, phát triển đội mồ hôi, chiến sự không đổ máu. Trải qua 5 tháng huấn luyện, các đồng chí đã hoàn thành tốt các nội dung trong chương trình huấn luyện. Hội học viên đại đội 9 tiểu đoàn 2. Trong thời gian qua, các đồng chí học viên thuộc đại đội 9 tiểu đoàn 2 đã không ngừng ra sức thi đua học tập, rèn luyện, luôn chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của đơn vị và điều lệnh công an nhân dân. Kết thúc khóa huấn luyện, đã có nhiều đồng chí được bộ tư lệnh tặng giấy khen và thanh niên bộ tư lệnh tặng giấy khen và nhiều đồng chí được chỉ huy các cấp khen ngợi. Được biết đến 101 học viên đến từ các học viện trường công an nhân dân. Trong quá trình học tập và rèn luyện, không có khó khăn gian khổ, nhưng các đồng chí đều không quản ngại tận 101 năm đời ấy mang trong mình trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng chung lý tưởng cao cả và bản lĩnh kiên cường, ý chí vươn lên. Trải qua 5 tháng huấn luyện, các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc các nội dung trong chương trình. Bên cạnh nhiệm vụ học tập, các đồng chí còn tiếp tục tham gia các phong trào dân vận để phát động và chấp hành nghiêm các nội quy quy định của đơn vị. Khối học viên thuộc biên chế đại đội 18 tiểu đoàn 4. Trong quá trình huấn luyện tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1, đây là một trong những đơn vị luôn nâng cao tinh thần tự giác trong học tập và tích cực tham gia các phong trào do đoàn thanh niên tổ chức, luôn chấp hành nghiêm các nội quy, quy định, điều lệnh công an nhân dân. Nhờ vào những nỗ lực đó, các đồng chí trong đại đội đã đạt được nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, trong đó 80% đạt khá giỏi. Nhiều đồng chí được bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tặng giấy khen. Đặng Đức Tiến qua lễ đài là phối học viên của đại đội 17 tiểu đoàn 2. Trải qua 5 năm huấn luyện, bản lĩnh kiên cường, vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập, các đồng chí đã hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện về điều lệnh quân sự cơ động, trong đó có một đoàn đạn đạn đoàn. Quá trình học tập, học viên luôn nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành nghiêm các quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị. Trường thường, trường chiến đấu, vọt tiến, giúp cán bộ chiến sĩ tiếp cận mục tiêu một cách bí mật, bất ngờ, nhanh chóng, chuyển hướng vận động hoặc tránh làn hỏa lực bắn thẳng. Tại chỗ! Tiếp theo chương trình, xin kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu theo dõi các nội dung kỹ thuật vận động cơ bản. Thôi! Chân dung! Con cầu! Động tác đi khom thường được vận dụng trong trường hợp tiếp cận mục tiêu ở cự ly xa hoặc gần trên những địa hình địa vật có vật che đỡ che khuất ở ngang đồng người, mà trong quá trình vận động tiếp cận mục tiêu đối tượng khó có thể phát hiện được ra ta trong khi thực hiện nhiệm vụ. Lăn phải. Động tác lăn ngắn sang phải, lăn ngắn sang trái thường được vận dụng trong quá trình thay đổi vị trí chiến đấu từ vị trí chiến đấu này sang vị trí chiến đấu khác để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ hoặc tránh lực lượng và hỏa lực của địch. Lăn phải.
bên trái. Bò sổm, hai chân vào tay, chuẩn bị. Tiếp theo là động tác bò sổm, thường được vận dụng khi đi qua địa hình có nhiều lá khô, sỏi mỏng hoặc địa hình có nhiều lá dày ẩm ướt, cành cây mục hay trường hợp địa hình địa vật che khuất, che đỡ tương đối thấp hoặc chống trải, hoặc khi gần đối tượng lên cho phép ta thực hiện các động tác ở tư thế cao hơn. Động tác lê thường được vận dụng trong quá trình vận động tiếp cận mục tiêu ở cự ly xa hoặc gần trên những địa hình địa vật có vật che đỡ che khuất trung bình và cao khoảng từ 40 đến 80 cm. Mà trong quá trình vận động tiếp cận mục tiêu không thể thực hiện động tác đi khó. Tiếp theo là động tác bò thấp hay còn được gọi là động tác toài, thường được vận dụng khi vận động qua địa hình bằng phẳng, chống trải, có địa hình che khuất, che đỡ cao hơn tư thế nằm, đối tượng dễ nhìn thấy. Động tác trườn thường được vận dụng trong quá trình tiếp cận mục tiêu trên những địa hình địa vật có vật che đỡ che khuất ở tầm thấp hoặc địa hình địa vật chống trải mà chúng ta không thể thực hiện động tác đi phòng hoặc động tác lên. Động tác vọt tiến, vận dụng trong quá trình cần nhanh chóng tiếp cận mục tiêu để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ như đánh bắt, tiêu diệt đối tượng một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Thôi được! Về vị trí tập kết! Mời các đồng chí lãnh đạo đại biểu quan sát phần thực hành một số động tác kỹ thuật chiến thuật của võ thuật công an nhân dân do các học viên thực hiện. Phối đồng chuyển võ. Go! Chạy đâu? Chạy! Quan sát là các thế đứng với ý nghĩa là cái gốc, là nền tảng cho việc thực hiện các động tác kỹ thuật được thuận lợi. Có thế đứng vững chắc cùng cách di chuyển linh hoạt tạo ra những đòn đánh nhanh, mạnh, chính xác, quyết định và áp đảo đối phương. Tư thế chiến đấu, di chuyển. Thưa các đồng chí,
Các động tác không còn hai có nhiều động tác khác nhau như đấm thẳng, đấm ngang, đấm mạnh, chặt tác thuận, vác đỉnh. Rèn luyện các đòn tấn công bằng tay rất công phu, đòi hỏi người tập phải có đức tính kiên trì. Các đòn đánh thuần thục tập luyện nhiều lần để rèn luyện kỹ thuật về tốc độ, sức mạnh, độ chính xác khi ra đòn và ý đồ chiến thuật trong đấu pháp. Kỹ thuật gắn đó. Tránh né là một trong những hình thức phòng thủ chiến thuật tích cực. Trong thực tế chiến đấu, không phải lúc nào ta chủ động tấn công đối tượng, mà nhiều lúc đối tượng chủ động có các đòn tấn công bằng tay, chân kết hợp. Do đó, chiến sĩ phải luôn chủ động và có ý thức trong tình huống, các đòn tấn công nhanh, phòng thủ kịp, chắc, di chuyển linh hoạt, phản đòn khống chế các đòn tấn công của đối tượng, đảm bảo an toàn về tính mạng. Gắt đòn tay số 1! Việc luyện tập ghép các đòn tay phải kiên trì, đúng kỹ thuật, nâng cao phản xạ nhanh nhạy, từ đó tạo cho người học những phản xạ mau lẹ, ứng dụng vào thực tế chiến đấu đạt hiệu quả cao. Ghép đòn tay số 2! Đòn tấn công bằng chân có nhiều thế đánh khác nhau như đánh ở tầm thượng, tầm trung và tầm thấp. Trong thực tế chiến đấu, không chỉ sử dụng các đòn độc nhất bằng tay mà phải kết hợp các đòn đánh bằng chân để áp đảo đối tượng. Đòn đánh bằng chân có lực rất mạnh, đánh ở cự ly xa, uy hiếp tinh thần của đối tượng, hiệu quả chiến đấu cao, tạo thế để thực hiện các đòn đánh bằng tay. Đòn tấn công bằng chân phải đúng kỹ thuật, đòn đánh nhanh có sức mạnh và ý đồ chiến thuật để nâng cao khả năng ứng dụng, giúp cho cán bộ chiến sĩ ứng dụng chiến thuật tấn công một cách linh hoạt, nhanh chóng, áp đảo hạ gục đối tượng. Chân phá. Tiếp theo là các đòn triệt phá. Đây là những đòn đánh với ý đồ chiến thuật cao, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải phối hợp các kỹ thuật tấn công với các kỹ thuật phòng ngự một cách linh hoạt, phải bình tĩnh, tự tin, mưu trí, dũng cảm, chấp thời cơ để tạo thế đánh bất ngờ. Trên cơ sở đó, nhằm nâng cao tính phản xạ mau lẹ, quyết đoán, ngăn chặn và xử lý kịp thời nhiều tình huống nguy hiểm trong thực tiễn công tác chiến đấu. Đòn chiến phá số 2! Tiếp theo, xin kính mời các đồng chí theo dõi các đòn đánh bất ngờ số 1. Xuất phát từ tính chất hoạt động chiến đấu của lực lượng công an nhân dân, đánh bắt đối tượng bất ngờ để phục vụ cho yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng là một yêu cầu không thể thiếu đối với mỗi cán bộ chiến sĩ. Khi đánh bắt đối tượng phải đảm bảo yếu tố bí mật bất ngờ mới đạt hiệu quả cao. Đây là bài tập đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải có sức khỏe, phản xạ nhanh nhẹn, ý chí tập trung cao độ. Bài tập này là sự kết hợp giữa các động tác kỹ thuật yêu lượng với ý đồ chiến thuật cao, nhanh chóng, bất ngờ để đối phương vào thế bị động và không có khả năng chống trả. Thực tế chiến đấu, không phải lúc nào cán bộ chiến sĩ công an nhân dân cũng ở thế chủ động và không phải lúc nào bọn tội phạm cũng tuân thủ mọi điều kiện yêu cầu của lực lượng công an nhân dân đưa ra. Bọn tội phạm luôn tìm mọi cách để chống trả rất quyết liệt, hòng chạy trốn và trốn tránh pháp luật. Do vậy, trong các tình huống diễn ra phức tạp, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải bình tĩnh, dũng cảm, tự tin, khôn khéo lợi dụng sơ hở chủ quan của đối tượng, từ thế bị động chuyển thành thế chủ động, kết hợp các đòn đánh phản xạ mau lẹ để đánh bắt đối tượng, bảo vệ an toàn tính mạng cho mình và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đánh bắt đối tượng sử dụng cao gấp. Kính thưa các đồng chí,
Dao găm là loại vũ khí thông thường, có đặc điểm gọn, nhẹ, dễ mang, dễ cất giấu, có thể xoay chuyển nhiều đường đâm cùng một lúc và thay đổi vị trí đâm, hướng đâm, hiệu quả sát thương cao, sức mạnh tập trung ở mũi dao và lưỡi dao. Đâm trúng chỗ hiểm, gây choáng ngất và tử vong nhanh. Bọn tội phạm thường sử dụng dao găm để chạy trốn. Khi bị phát hiện, truy đuổi, chúng dùng dao găm để chống trả, chạy trốn. Dao găm số 1. Lực lượng công an nhân dân phải thường xuyên luyện tập đánh bắt, khống chế các đường đâm dao của đối tượng, rèn luyện bản lĩnh chiến đấu, ý chí sắt đá, xoay chuyển thế đánh, quyết định hạ gục, khóa bắt đối tượng. Đòn dao găm số 2. Đánh bất đối tượng sử dụng gậy gắt. Đánh bắt đối tượng sử dụng gậy ngắn. Gậy ngắn là loại vũ khí thông dụng bằng tre, gỗ hoặc sắt, hình dạng tròn, vuông hoặc lục giác. Đặc điểm của gậy ngắn là gọn, nhẹ và dễ kiếm. Trong chiến đấu, sức mạnh uy hiếp của gậy ngắn tập trung ở 1/3 đầu gậy và đốc gậy. Vì vậy, bọn tội phạm thường sử dụng để gây án mọi lúc, mọi nơi. Thậm chí, chúng dùng gậy để chống trả cán bộ chiến sĩ công an nhân dân khi thi hành nhiệm vụ. Tôi là trận đấu! Đánh bắt đối tượng sử dụng gậy ngắn tuy không phức tạp, nhưng nếu chúng ta không nắm vững đặc điểm của gậy ngắn, xử lý các tình huống không nhanh nhạy, linh hoạt thì có thể gây ra cho ta hậu quả nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong. Do đó, ta phải nắm vững những ưu điểm và nhược điểm của gậy ngắn, tập và thục luyện các đường vụt gậy của đối tượng. Đòn gậy số 2! Dũng cảm, tự tin, phản xạ nhanh nhạy, linh hoạt, bản lĩnh đánh bắt, chính xác, giành thế thắng lợi. Đánh bắt đối tượng sử dụng súng ngắn. Kính thưa các đồng chí, súng ngắn là loại vũ khí đặc biệt nguy hiểm, dễ sử dụng và có khả năng sát thương ở tầm xa, có thể khống chế, uy hiếp tinh thần nhiều người cùng một lúc. Bọn tội phạm sử dụng súng ngắn hoạt động rất liều lĩnh, manh động để gây án. Khi bị lực lượng công an phát hiện và truy bắt, chúng chống trả quyết liệt, làm cho nhiều cán bộ chiến sĩ công an bị thương hoặc hy sinh. Vì vậy, khi bị đối tượng khống chế tấn công, cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải hết sức bình tĩnh, tự tin khi thời cơ cho phép mới được đánh. Xử lý tình huống phải linh hoạt, nhanh chóng tiếp cận tấn công, làm đối tượng mất sức kháng cự, đưa vũ khí khóa chói đối tượng. Đòn súng số 2. Võ tổng hợp 38 động tác. Chuẩn bị. Tiếp theo là các bài võ tổng hợp. Bài võ tổng hợp 38 động tác là một trong những bài võ điển hình cơ bản của lực lượng công an nhân dân, với các động tác kỹ thuật phòng thủ chặt chẽ, tấn công sắc bén, linh hoạt, thế đánh vững chắc, đòn đánh nhanh mạnh. Các động tác thế đánh của bài võ là nền tảng cơ bản để xây dựng, nghiên cứu các bài tập tình huống, phân thế và ứng dụng hiệu quả cao trong chiến đấu.
Võ Tổng Hợp, Tôn Võ Đông Tác. Trở về. Các đồng chí đang theo dõi là bài võ tổng hợp 44 động tác. Đây là bài võ mang tính tổng hợp, ứng dụng với những đòn đánh phức tạp, các đòn tấn công nhanh, mạnh, các thế đánh liên hoàn tạo uy lực trong từng đòn đánh. Đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải dày công khổ luyện, đổ nhiều mồ hôi và công sức mới thực hiện thành công. Mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và toàn thể các đồng chí cùng theo dõi các tình huống đánh đối kháng. Tình huống 1 đánh 2. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chiến sĩ công an phát hiện hai đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của người dân. Chiến sĩ ta đã yêu cầu các đối tượng chấm dứt hành vi và mời về trụ sở làm việc, nhưng các đối tượng đã ngoan cố chống đối, hòng thoát thân. Với tinh thần trấn áp tội phạm đến cùng, bằng các động tác võ thuật nhuần nhuyễn, chiến thuật điêu luyện, độc lập tác chiến, chiến sĩ ta đã khống chế thành công các đối tượng và đảm bảo an toàn về tính mạng. Tiếp theo, xin kính mời các đồng chí theo dõi tình huống 1 đánh 3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, cán bộ cảnh sát khu vực phát hiện nhóm đối tượng.
Tiếp theo là tình huống 1-3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, cán bộ cảnh sát khu vực phát hiện nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc. Khi chiến sĩ công an yêu cầu kiểm tra, các đối tượng rất manh động, dùng vũ khí lao vào tấn công. Với tinh thần cảnh sát cao độ, sẵn sàng chiến đấu bằng các động tác kỹ thuật, chiến thuật, võ thuật điêu luyện, chiến sĩ ta đã nhanh chóng khống chế và hạ gục đối tượng. Kính thưa các đồng chí, tình huống 1-3 đối với nam đã khó, với nữ lại càng khó hơn. Sau đây xin kính mời các đồng chí theo dõi tình huống 1-3 do nữ đảm nhiệm. Tiếp theo là các tình huống 1-4. Tình huống được giả định như sau. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, chiến sĩ công an phát hiện một nhóm đối tượng đang có hành vi buôn bán sử dụng trái phép chất ma túy. Chiến sĩ đã yêu cầu chấm dứt hành vi nhưng nhóm đối tượng đã bất hợp tác và chống đối quyết liệt. Trong tình thế vô cùng nguy hiểm, bằng những quyết đoán mau lẹ, sự linh hoạt trong xử lý các tình huống, với các động tác võ thuật đã dày công khổ luyện, liên tiếp ra các đoàn tấn công, hạ gục các đối tượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
theo, xin kính mời các đồng chí cùng quan sát tình huống 2-5. Hai cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đang trên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì bất ngờ gặp một nhóm đối tượng đang tụ tập có hành vi gây mất trật tự an toàn xã hội. Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng dừng ngay hành vi. Tuy nhiên, nhóm đối tượng không những bất hợp tác mà còn bất ngờ tấn công cán bộ chiến sĩ của ta hòng chạy thoát. Với sự gan dạ và xử lý nhanh các tình huống bằng các động tác võ thuật mạnh mẽ, nhanh nhẹn đã qua rèn luyện, tổ công tác đã khống chế thành công và đưa các đối tượng về cơ quan công an xử lý theo pháp luật. Chia cắt đội hình chữ V màu bình đội hình năm trăm quá trình học tập các nội dung cơ bản, học viên còn được học tập các đội hình ứng dụng trong thực tế chiến đấu trên các địa bàn địa hình tại ngã ba ngã tư các khu dân cư nhà cao tầng. Tiếp theo chương trình, xin kính mời các đồng chí lãnh đạo đại biểu theo dõi phần báo cáo các bản nội dung đội hình giải tán đám đông. Thực hiện các động tác kỹ thuật. Một, hai, một,
thực hiện các động tác tấn công phòng thủ. Các động tác tấn công phòng thủ. Các động tác bình thường bồi thường, tiền thuận, sử nghịch là các động tác kỹ thuật tấn công phòng thủ được thực hiện trong quá trình chiến đấu. Trong quá trình luyện tập phải kết hợp với công cụ như lá chắn, dùi cung, gây điện để chống đỡ, đẩy lùi đám đông quá khích. Quay sau, thành đội hình ngăn chặn ba ngang, tiến. Các đồng chí đang theo dõi các học viên triển khai thành đội hình ngăn chặn hàng ngang. Đội hình này thường được áp dụng để ngăn chặn, cản đẩy đối tượng quá dùng gậy gộc, quốc sảnh tấn công lực lượng chức năng, đồng thời không cho đối tượng lọt vào khu vực mục tiêu. Trọng lượng. Tiếp theo, các học viên đang triển khai đội hình chống ném. Đây là đội hình ứng dụng có tác dụng khi triển khai chống đỡ, khi đám đông biểu tình dùng gậy gộc, gạch đá, lửa, bom xăng và các vật dụng khác. Thành đội hình ngăn chặn hai hàng ngang, tiến. Trọng lượng. Thành đội hình chia cắt, tiến. Các đồng chí đang theo dõi học viên triển khai thành hình chia cắt hay còn gọi là đội hình chữ A. Đội hình này có tác dụng chia cắt đám đông gây rối, biểu tình bất hợp pháp với số lượng đông thành những đám nhỏ nhằm tạo thế cô lập. Chia cắt được đám đông thành những đám nhỏ lẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng đánh bắt khống chế các đối tượng cầm đầu quá khích. Đội hình ngăn chặn ngã ba ngã tư hay còn được gọi là đội hình chữ U thường được vận dụng để ngăn chặn đám đông gây rối tại khu vực ngã ba ngã tư.
các phường, vật cảnh, con người. Sáng ánh trăng biên đảo, tình tươi thắm và sen trong lòng.